Anh em nha, hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái Flycam chưa tới 400 cạnh. Mình có mua ở trên TikTok shop á mọi người. Thì một tí mình có ghi cái phần link mua cho mọi người xem, mọi người đã muốn mua cho trải nghiệm thì mua nha. Này Flycam này thì mua cho anh em tập chơi thôi, chơi mà bay rất là ngon nha mọi người. Đây mình sẽ review chi tiết về cái này nha mọi người. Rồi. Thì mình cũng kiếm được một cái địa điểm trống trống xíu nha mọi người. Đó, mọi người xem này thì vườn chuối thôi, mình thì không có nhiều chỗ đất trống nha mọi người. Đó, cái này thì cho nó khá là ok. Mình sẽ bẻ lại ít lá, mình bẻ lá chuối xuống xíu cho nó bay nha mọi người. Đó, mình xem cái phần đây cam mà giá 300 cành thì nó như thế nào. Còn cái phần mà cái webcam thì anh em đừng có quan trọng nha. Thì tại mấy con này nó dưới 1 triệu thì đa số là webcam không có ra gì hết cho anh em. Để anh em mình bay thì bay rồi rất ok, mà webcam thì nó hơi bị dở mọi người. Đó, đây là mod nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động nha. Bây giờ mình mở máy bay trước nha mọi người. Rồi mình sẽ để máy bay mình mở trước. Đó. Mình sẽ mở máy bay trước rồi mình đặt xuống nha. Ok, đèn chớp. Rồi, hoạt động này luôn. Mình sẽ thử các cánh nhẹ lên cho anh em xem nha. Xuống chưa, cái này thì nó bị dưới gốc cây anh em ạ. Mình kiếm để ra chỗ trống xíu, này vào chuối thì nó cũng hơi bị cọt xíu anh em, vẫn còn bị vướng nè, để coi nó còn vướng thế nào cho nó bằng xíu anh em. Dướng xíu cũng không sao, bay lên thì được là ok. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành điều khiển nha. Người thấy không, chế độ này gặt lên là cho nó bay lên nè. Mình muốn để chế độ không bà nè, anh em cho anh em coi xem nó đáp nha. Mình sẽ cho anh em xem nó đáp nè, bấm nút này là đáp nè. Đáp này nó chớp đèn là đáp xuống. Tại này cỏ thì nó cũng hơi dướng xíu nha anh em. Em thông cảm giúp mình nha. Đó, thì mình sẽ tiến hành làm nó lên rồi đặt ở chỗ này cho nó bay dễ xíu nha anh em. Đó, rồi mình sẽ tiến hành cái cánh nào bay lên cao một xíu, không biết mình đang cái máy quay này không biết nó quay được không. Lên nha. Đó, các cánh gạt xuống các cánh cũng được nếu anh em quen. Này phải điều chỉnh hết đó rồi. Này mình bấm cái chế độ cho nó tự cánh lên cho anh em nào mới tập chơi thì nó cũng an toàn hơn xíu nha anh em. Mình thì cũng chơi được khoảng tuần nay thôi. Đây, mình cũng dân mới tập chơi thôi. Bấm ở đây là cho nó. Bấm vào đây cho nó tự lên nha. Này. Đó, bay lên. Đó. Biết anh em thấy không nha? Đó, bay lên anh em. Bay gà cho anh em thấy đây nè, bay gần đây nè. Đó, bay rất là ổn định nha mọi người, thấy không, cánh nó không có lung lắc luôn á. Thì nó chỉ có điều là nó không có đứng yên chỗ được thôi. Mình bay lên xíu là cho anh em xem gần cảnh đó nè. Đó, mọi thấy không, rất là ok nè, chỉ tới vô lui nè, chế độ bay nhanh nè, nhanh hơn xíu là đó, nhanh không, mọi thấy không, lên xíu nè. Đó, wow, rất là ok nha. Đó, rồi rất là ngon nha mọi người. Giờ mình sẽ cho nó bay cao hơn một xíu, mình sẽ quay cho anh em xem nha. Hàng chỉ có 300 cành mà bay vậy thì mình thấy là khá là ok. Rồi chơi không được lâu thì chơi không được sướng hung nha anh em. Anh em tập chơi thì cũng khá là ok. Rồi mình sẽ bay cao đi cho anh em xem nha. Mình cho nó nhanh hơn một xíu. Đó, gió hơi nhiều. Con này thì cản gió hơi yếu nha mọi người. Đó, Mỹ cao rồi. Mình bay lên cao xíu đi. Mình xem rất là cao rồi đó nha mọi người. Mình bay bay cam nhỏ mình bay ở đây thôi đó cũng có dễ bắt phương hướng đó mọi người à. Rồi mình sẽ hạ cánh cho anh em xem nha. Quay đầu được luôn á. Để xuống cao xíu thì mình cầm quay là hơi khó xíu mọi người à. Cái này để tập chơi thôi nha, bay hướng gió thì nó không còn ổn định nha mọi người. Đó,
tắm hơi xíu. Nè mọi người, mọi người xem nè, nó bay qua lớp chuối lẫn xíu nha. Xuống xíu nè. Qua trái qua phải luôn nha mọi người, gặp qua trái qua phải được nè. Mọi xem, ok không? Đó, mình sẽ bay qua vườn chuối anh em xem. Rất là ok. Mới bây giờ thì mình cũng rung tay lắm mọi người à, bay qua biết là nó cũng quen rồi nên không sao. Nghĩ đặt. Mình có ghim cái phần mô tả vào trên TikTok mình mua nha mọi người. Đó. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha, bye mọi người. Đó, thì lại ra rất là ngon nha.